Bội Bác. Bội Bác? Trời ơi. Sao hỏi đâu? Hỏi đâu á? Trên đầu làm gì có tóc đâu. Đang đắp lên thì vẽ lên. Thế xong ví dụ mình làm cái khác mà cái quai thì mình cứ làm quai thì phải lấy đất ở kia mình kho ra xong rồi bê ra thật dài ra không? Chớ là tiếng nào cũng ví dụ mình quai. Thế bình thường người ta trang trí thì sao? Trang trí thì muốn trang trí thì vẽ lên đây thì vẽ, mà đắp lên đây thì đắp hoa thì đắp ở ngoài có con hắn ở đây. Màu có màu, yên tâm màu tí nữa cô các cô sẽ sắp màu cho. Đấy, cái bát đấy. Đấy, bao giờ mà muốn xóa cái bát đi thì cho cháu làm đúng không? Thế bỏ vào, thu vào lại. Thường là mọi người sẽ làm cốc đúng không? Cốc bát, đấy, thu lại. Đấy, làm đi, nhúng tay vào nước. À, phải học hết cô đầu tiên cô làm cũng phải học. Nhấc cả lên. Đấy không? Sai lúc. Không phải cả có móng tay. Lấy cục này đi. Cục này mình để làm quai các thứ. Chứ mày lấy cục này làm quai mà mẹ ừ á. Nó dính. Làm nó khó hơn lắm. Nó khó hơn đấy. Thế mình không phải làm dễ nhỉ? Thì người ta mới làm thợ. Đúng vậy. Bây giờ mày xoay ổ ta đi. Cái này nhá. A few moments later. Không, tao thấy nó kiểu chẳng có tác dụng gì cả. Vừa nãy nó thành hình cái bát đường cái cốc rồi mà. Ừ, xong cầm gà lắm nó cầm méo ấy. Trên cái bàn kia tao thấy có một cái cục trông tròn hơn của mày đấy. Thôi. Mày khinh tao. Ta không nên buồn. Mày khinh tao. Và không có gì phải buồn. Tao nghĩ là nặn bằng tay nó dễ hơn ấy. Không, nó không mềm như đất nặn. Không, nhưng mà nó cũng dễ hơn. Đây này, miết nó vẫn ra mà, à miết nó vẫn đều mà này. Thấy không? Cho nặn luôn cá vòi. Đấy, không biết nhận ra mà đúng không? Thế nên là đâu vấn đề gì đâu, vẫn không người nhận ra là được rồi. Sợ nặn xong cái tay không nhìn ra cái gì ấy chứ. Ủa? Nó xấu quá. Nó thành cái đĩa đâu. Không được đấy bạn, nó dễ. Nghe có vẻ dễ. Cái quài á? Thì quái con quá. Nó phải thiên là quái cấm đây. Mà nhìn cục kích của mình có tương lai như thế này cơ mà. What? Yeah boy. Với cả bạn có thấy ai mà bị ỉa mà nó kiểu đều đều. Ủa gì phải lâu lắm vậy đấy chứ. Nó sẽ kiểu chỗ. Tao không thấy ai ỉa luôn. Ủa thế mày. Nhưng mà mày có đi mà. Ừ. Nó sẽ kiểu. Thôi đừng tả thực như thế. Kinh ý quá. Ý là nó sẽ không đều được nhớ. Hello. Em ơi. Ta biết cần gì rồi, cần cái bồn cầu. Trời ơi, cú thôi. Cái bồn cầu phải đủ to để dẫn được cú cái này. Nói thật là ta nhìn tác phẩm tao cũng không muốn nó về. Nếu cục đất này có sức sống thì sẽ bảo tao làm thai cho tao đi. Thế tháng này có ngày gì không? 20 tháng 10 Halloween. Trời ơi, cái người có người yêu. Đấy, mình đang làm quả bí đỏ vô. Đấy. Đấy, chuẩn bí đỏ. Ôi, mình thề với mọi người luôn là quả bí ngô của mình rất có tương lai. Trời ơi, ôi đúng quả bí ngô luôn. Nó chỉ thiếu cái chân. Mình cố miết nhưng mà có vẻ không nên động vào nó nữa. Đéo. Có tiền rồi. Tao xác nhận được mày rồi. Hả? Tao xác nhận được mày rồi. Ủa gì vậy? Trời ơi, cặp người ta nhọn như thế, đẹp như thế mà nặng như cái quả trứng luôn. Đầu như quả trứng luôn ạ. Thế bắt đầu quả trứng làm gì? Ôi, xúc phạm trời ơi. Sau này mày đừng dạy con mày, ví dụ như là vẽ vời các thứ mày đừng dạy nhá. Mấy công nó kiểu khinh ấy. Tóc bên này hơi chảy ngọn. Cái gì hả? Thôi. Sao không mang được. Cảm tạ tình cảm của bạn dành cho mình nhưng mà bạn phải dừng lại thôi. Bội Bác. Bội Bác, trời ơi. Sao hỏi đâu? Hỏi đâu á? Trên đầu làm gì có tóc đâu. Đang đắp lên thì vẽ lên. Đâu cái này gì? Nhưng mà chờ ít nhất nó phải hàng vài tiếng nữa nó mới khô rồi. Thì bây giờ cái này xong rồi mình để nó cứng thì mình cho vào túi mình xách để mình chơi thôi. Bây giờ thấy cái này nó nóng ra nó nổ tung được ngay.
giờ anh đặt cái này nổ ngay. Để tóc chưa? Không hỏi. Thì vẫn phải sấy mà đúng không? Chứ mình xong mình đi chơi một vòng rồi mình quay lại. Rửa tay đâu? Xin. Wow. Cái này chấm gì ạ? Không có chấm gì, cháu thích tấm tương ớt để chấm thôi, mà không thì thôi. Mà trong nó ngọt rồi mà. Cháu thích chấm tương ớt thì cháu cho tương ớt nào. Dạ, mình thử nhá. Như khoai lang luộc. Dạ. 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 Kiểu nó sẽ mất mùi sẵn ấy. Yeah. Nhưng mà nó thơm mùi này này. Đây. Thơm mùi tương ớt. Wow. Cái nắp này rất là cũ rồi. Đã được đánh cháo rồi. Em la dễ quá. Cái này để trên cái bể cá. Ừ đúng rồi nhỉ. Ô, có cái nào đẹp không? Tao mua về tao để. Nhà tao có đấy nhưng mà bố tao mua hết rồi thôi. Có cái nào đẹp không nhỉ? Đây đây. Bộ như này là nó bên này cháu cốt lại thôi. Không phải. Tôi cứ bán đi. Cứ bán đi. Ôi cháu phải bán đi. Cứ bán đi. Sao không? Cháu bán hàng đây đâu. Đây khách chứ không phải là... À vâng, cháu không phải. Đây là... Sao mày cũng nhận là chủ quán đi. Cháu không biết giá. Cứ bán đi không? Bao nhiêu không bán? Các bác là người ở đâu đến thế ạ? Ở Hải Phòng. À Hải Phòng ạ. Cháu ở Hải Phòng. Không ạ, cháu ở trong Hà Nội, thành Hà Nội con ra đây chơi ạ. Mày có mua về cho cháu tô không? Cháu ở Yên Bái. Hả? Cháu ở Yên Bái. À. Tao cũng có mấy con mèo nhưng mua về cho mèo tô. Không có trái tim hay cái gì nhỉ? Ui. Nè tiên cá. Như vào nhựa ấy. Ờ. Không xứ đấy, nhắc lên nặng lắm. Yeah. Ừ. Cầm lên. Ôi dạ. Bao giờ con tao ăn dặm mới mua cái này. Còn tao ăn dặm, bao giờ ăn dặm. Bây giờ mình qua bảo tàng à? Mình lại chạy xe ra đấy. Sao lại phải gửi xe? Chắc phải đợi à? Có khi xong mùi đấy, đi. Kê mà không để vẽ mất mũi mồm đâu, bạn vẽ vào cái này đi. Trời ơi, nó còn chưa khô cái nắp của mình. Để cho bí ngô xinh đẹp thì chúng ta sẽ tô thêm lớp nữa nha mọi người. Hay là mình vẽ mua cả trái tim. Thì mua trái tim mà. Đùa chứ. Nó còn không có sống mũi luôn ý mày. Trời ơi. Nhiều tràn những sự bất ổn. Trời ơi, bí ngô của tôi. Trời ơi, cục cứt của tôi. Chịu luôn đấy, đẻ luôn. Mình có thể nhúng cục cả cục cứt vào đây cho nó nhanh được không? Nó không thể chắp vá hơn được, nó không thể tồi tệ hơn được. Mình không nói nữa chẳng á. Mày nên từ bỏ tất cả những cái bộ môn mà liên quan đến vẽ vời hay là gì gì. Trời ơi, không có cái con nào mà nó như đầu nó như thế này luôn. Sáng tạo ở mức vừa phải mất đâu. Cho nó có hôn. Nó tẻ vẽ ra. Trông như cà chua kiểu tứa đấy nhỉ. Nó không có hồn. Có hồn nhưng mà là hồn ma. Cái gì này. Ok lắm á. Nó thấm vào trong kinh á. Ôi nhìn nó giống tứa rồi đấy.
Mệt từ xin. Ôi nó chạy lên cái cơ hả? Đây bạn mình lặn mình đây mọi người. Trông có gớm không trời ơi. Đây là mình. Ít nhất nó còn ra cái hình nhìn có biết là của gì. Ôi gắn lại rồi à? Đập lên thôi. Đấy. Và ngoài ra thì còn có một tác phẩm nghệ thuật nữa đấy là cục kết đứt gãy. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm đi, bởi vì bình thường chúng ta đi vệ sinh cũng đâu có thể liền mạch được đâu, đúng không? Đứt gãy là chuyện bình thường. Cái này chắc là giveaway người ta ha. Chứ nhìn trông như con Kuma Thong ấy mà về kinh của bố ấy được. Thế là tô xong rồi, mặc dù chả có một cái cốc hay là một cái bát, một cái chén đĩa nào để mang về cả, bởi vì không có cái gì sử dụng được. Nhưng mà thôi không sao, nếu mà bạn nào hứng thú với việc này và tự tin vào cái sự khéo tay của mình thì có thể là đi thử, chứ mình thì chịu, mình đầu hàng rồi. Hỏi quay lại không thì chắc là không đâu. Với cả nó cũng nhỏ lắm, nó cũng chó gì ấy. Ngoài kia thì có cái bảo tàng nữa nhưng mà mình thì chưa vào, bạn có thể thử. Và bây giờ thì chắc là bọn mình đi về đây, bởi vì cũng gần trưa rồi á, đi về nghỉ ngơi nữa.